chúng và cả cái mạng nghiên cứu lý luận phê bình nói riêng ấy, nó đúng là có một vài khó khăn, chủ yếu là liên quan tới thứ nhất là cái phí, và cái thứ hai nữa là do cái những người sáng tạo ở địa phương chưa đủ cái tư liệu để mình có thể phải làm đối tượng nghiên cứu. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận điều rằng đôi khi lý luận phê bình ở các địa phương và các tạp chí văn nghệ địa phương nó cũng có những cái thuận lợi nhất định so với những tạp chí ở trung tâm. Tôi tiếng Việt xếp ở Huế thì bây giờ là trung tâm cái địa phương là chắc nó lái giữa hai cái khu vực đó. Tại giờ thì thầy Văn Giả và anh Tuấn đi khẳng định nó trung tâm, nhưng mà tôi thấy thì nó là tỉnh lẻ thôi. Tuy nhiên Huế thì nó nằm ở một cái giao điểm mà tôi nghĩ xét về mặt góc độ kinh tế thì bây giờ nó là tỉnh lẻ rồi. Và vì đây nó khỏi ngoài biên là sụp chính trị, bây giờ còn chế độ phong kiến nhân quyền nữa, sau 45 thì Huế là tỉnh lẻ. Tuy nhiên là cái đời sống văn học và lý luận văn học thì nó vẫn là ở trung tâm, bởi vì nó không chịu những cái sự kiểm duyệt, những cái thiết chế quá nặng nề. Và theo tôi những cách tân nó diễn ra khu vực ngoài biên mạnh mẽ hơn khu vực trung tâm. Hai nữa là ở Huế, nhà văn nói chung và nhà phê bình nói riêng người ta không quá nặng nề cái chuyện nhuộm bút và cái kinh phí liên quan tới cái việc kiểm phê bình đâu. Người ta sống bằng những nghề khác, người ta đem xem nó như một là đam mê thôi. Cho nên là người ta viết, đọc chủ yếu như một cái sở thích. Chứ còn ở Hà Nội, Sài Gòn, cái gì đó đắt đỏ như thế, thời gian đâu mà ngồi mà viết phê bình một vài dài đến hàng chục trang mấy tháng, xong nhận được bút 500 ngàn, sao sống được. Đấy, trong khi ở đây ăn phở tôi 30-40 nghìn, ở Huế tôi 10-15 nghìn sống được rồi. Đấy, cho nên là tôi nghĩ là ở địa phương và ở đặc biệt là tạp chí Sông Hương á, nó có nhiều thuận lợi. Hai nữa là tôi nghĩ cái tạp chí đặc biệt là ở Sông Hương, mặc dù là địa phương nhưng nó có một cái quan điểm quốc tế. Cái việc nghiên cứu văn học ngày nay phải có một cái quan điểm quốc tế. Và Huế, cái tôi cả nói đang cố gắng thân học thế này. Bây giờ Sông Hương muốn sống được và khẳng định được vị trí ở trong cái làng văn chương và làng lý luận á, thì không phải là chỉ tăng những cái ông nhà văn ở Huế, mà anh phải làm sao anh mời tất cả những nhà văn lớn ở Việt Nam, những nhà lý luận phê bình lớn ở Việt Nam viết bài. Và ở đâu không giảm năng thì ở đây phải được tăng được, thì từ đó thì tạp chí tổng sống được. Thậm chí anh phải liên kết với hải ngoại, những nhà văn lớn, những nhà lý luận phê bình lớn ở hải ngoại. Thậm chí anh phải bỏ tiền ra để trả vài triệu cho người ta dịch những tác giả Nobel hoặc là các nhà lý luận phê bình nước ngoài, thì tạp chí này nó sẽ có vị thế. Và thời gian qua rõ ràng chúng ta thấy Sông Hương đã mời được rất nhiều những nhà thơ hải ngoại cũng như là các nhà lý luận hải ngoại đăng bài, ví dụ như là Đặng Tiến đấy, và đã đăng lại tất cả các một số các cái bài phê bình về văn học Việt Nam, và trong đó có những người rất nổi tiếng Hà Nội này như là anh Đoàn Ảnh Dương, là anh Nguyễn Văn Tiến đấy. Và tôi thấy rằng là cái việc này đã làm cho cái Sông Hương, mặc dù địa phương nhưng tầm vóc của nó vươn lên tầm quốc gia và mang lên tầm có thể là mang tầm khu vực và giảm chất của quốc tế, thì tôi nghĩ đó là một cái gợi ý hay cho cả cái tạp chí địa phương cũng như là công tác phát triển lý luận phê bình tại địa phương. Và nhân đây thì tôi còn nói thêm một chuyện nữa với các bạn nhà văn nhà thơ trẻ, là bởi vì sáng nay thì cũng có một vài cái ý kiến và tôi cũng có phát biểu rồi, nhưng bây giờ nói lại luôn về toàn thể của các bạn là việc sáng tác bây giờ rõ ràng là phải có một sự cập nhật các lý thuyết mới. Vậy thì chúng ta có thể nói một cách nó trừu tượng, nó theo kiểu cho vui là sáng tác hay là được. Sáng nay thì rất nhiều bạn, không quá kể nhiều bạn lớn tuổi nữa nói, nhưng mà theo tôi nghĩ cái này có tính chất mì dân, tức là viễn cần chủ nghĩa, cần lý thuyết cứ hay là được đấy, hoặc là cứ thật cô đơn việc hay là được. Theo tôi nghĩ cái này giống như bóng đá anh Phát Đăng ạ. Bây giờ bóng đá phải những thập niên 80-90 cứ dần bóng nó cứ thôi, bất biệt những thằng nào hoặc bất biệt chiến thuật đâu, cứ thế là đá đâu. Bây giờ là có bóng đá, bây giờ các bạn sẽ thấy có chiến thuật rõ ràng, nó áp dụng rất nhiều công nghệ hiện đại vào, đúng chưa? Thì bây giờ viết văn cũng như vậy, cũng phải có những tư tưởng mới, lý thuyết mới, thì từ đó lý luận phê bình trẻ chúng tôi mới có đối tượng để nghiên cứu. Chứ bây giờ chúng tôi cũng muốn nghiên cứu các bạn khó lắm, bởi vì các bạn sáng tác trẻ bây giờ sẽ có hai kiểu. Thứ nhất á là từ in rồi từ tặng và cũng ai biết nhiều. Thứ hai nữa là có những bạn thì xuất bản rất nhiều, ví dụ như bà Nguyễn Phong Việt in được mấy vạn bản, nhưng mà thơ của Nguyễn Phong Việt thì nó cái kiểu thơ đó thì tôi cũng đánh giá cũng tốt đấy, nhưng mà nó cũng theo kiểu là ngôn tình, kiểu truyền ngôn tình ấy, không thể là đối tượng khoa học được. Cho nên là lý luận không lấy đó là đối tượng được. Cho nên đôi khi cả bạn cũng có trách lý luận phê bình trẻ chúng tôi là vì sao tự nhiên cử các tác giả lớn nghiên cứu phương Tây mà không lấy cả bạn bè mình. Nhưng thực ra cũng có, bởi vì cả bạn chủ yếu viết bằng cảm xúc,
và vì cá nhân cái đó có một cái sự khác biệt về tư duy thẩm mỹ, về đổi mới về mặt thi pháp, đổi mới về mặt hệ hình thẩm mỹ, thì cho nên chúng tôi cũng có chút thờ ơ. Tất nhiên về phía chúng tôi thì cũng phải quan tâm hơn tại các bạn, nhưng mà phía các bạn chúng tôi cũng mong muốn là phải có sự cập nhật về các lý thuyết và các trào lưu lớn trên thế giới. Xin hẹn.